Vâng, xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp được công ty chúng tôi thiết kế trên 63 tỉnh thành. Và hôm nay tôi đang có một chuyến đi về tại thôn Lôi Châu, xã An Thịnh, huyện Lương Thải, tỉnh Bắc Ninh để tiến hành thăm lại một công trình nhà vườn mái thái được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Nguyễn Bá Tiệp. Và bên cạnh tôi đây là anh Tiệp chủ nhân của cái căn nhà vườn mái thái mà sắp tới tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Thì lời đầu tiên là em xin phép được gửi lời chào, lời cảm ơn đến anh Tiệp và gia đình là đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ thiết kế của bên Công ty Cổ Phần Kiến trúc Kisato để công ty có thể về đây là thiết kế cho gia đình anh một cái bộ bản vẽ một cái ngôi nhà là đúng theo cái yêu cầu và nguyện vọng của gia đình anh ạ. Ừ, và và, và anh Tiệp có thể là chia sẻ với mọi người là từ khi mà bên em về đây khảo sát thiết kế này đến lúc mà bên em bàn giao cho anh một cái bộ bản vẽ trước đi thì cái bộ bản vẽ này anh có ưng ý không ạ? Nói chung là mình cũng theo tất cả theo thiết kế thôi. Tất cả theo thiết kế đúng không anh? Và và trong cái quá trình quá trình mà anh thi công cái công trình này thì các bác thợ có gặp khó khăn gì về cái việc đọc hiểu cái bộ bản vẽ bên công ty cung cấp không anh? không 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 thấy phải đánh. Dạ vâng. Và và cái công trình này là anh tiến hành thi công trong vòng bao nhiêu tháng anh nhỉ? vào hơn 5 tháng. Hơn 5 tháng là hoàn thiện hết toàn bộ luôn đúng không anh? Dạ vâng. Và em nghĩ là chắc công trình này nó cũng khá đặc biệt ở khu vực này thì là khi mà anh xây dựng lên công trình này hoàn thiện như này thì có nhiều người đến để tham quan về mẫu nhà của gia đình mình đúng không ạ? con thấy có bây giờ thì trước tiên là con thấy có năm sáu người đến xem nhưng hai người làm theo rồi. hai người làm theo rồi vâng và cái công trình này anh có thể chia sẻ với mọi người là để anh hoàn thiện hết toàn bộ cả nội thất cả một khuôn nhà như này thì cái tầm chi phí anh bỏ ra là bao nhiêu được không anh nói chung là mình không tính toán chi ni nhưng mà nó rơi vào tầm độ khoảng tỷ tư tỷ rưỡi 1 tỷ tư đến một tỷ rưỡi ấy, đúng không ạ vâng và chia sẻ với các bạn thì mẫu nhà của anh tiệp đúng chuẩn là một ngôi nhà vườn đích thực luôn các bạn nhé thì các bạn có thể nhìn cái khuôn viên khuôn viên xung quanh thì anh có một cái phần ao ở phía trước rồi có tất cả cây sân vườn đầy đủ nó đúng tiêu chuẩn một cái căn nhà vượt, một cái căn nhà đang sống. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ cái bộ bản vẽ mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Nguyễn Bá Tiệp tại thôn Lôi Châu, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Vâng và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái bộ bản vẽ mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Tiệp các bạn nhé. Thì các bạn có thể nhìn thấy cả cái phối cảnh mặt tiền mà chúng tôi đã lên cái phương án cho gia đình anh và được gia đình anh chấp thuận và chúng tôi đã triển khai ra cái bản vẽ chi tiết cho anh. Đây, đây là những cái phối cảnh mặt tiền tiếp theo đây là phố cảnh mặt tiền chính các bạn nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn thể cái công năng mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Tiệp. Thì khi chúng tôi về tiến hành khảo sát cái khuôn đất của gia đình nhà anh thì chúng tôi đã lên cái phương án để thiết kế cho anh một cái công trình làm sao cho nó phù hợp với không gian khuôn viên của gia đình. Và với cái bề rộng mặt tiền là 16m1 các bạn nhé. Và chiều sâu của công trình này là 9m6 thì chúng tôi đã bố trí cho gia đình anh những công năng chính như sau. Thứ nhất là một khu vực phòng khách kết hợp phòng bếp và phòng thờ Nó tạo ra một không gian mở liên thông rộng 79m2 Tiếp theo chúng tôi sẽ bố trí cho gia đình anh là ba khu vực phòng ngủ trong công trình Phòng ngủ đầu tiên có diện tích 16m2 và là một phòng ngủ khép kín Có những một nhà vệ sinh có diện tích là 4m2 Phòng ngủ thứ hai có diện tích là 17m2 Phòng ngủ thứ ba có diện tích là 14m2 thì trong công trình này còn sử dụng thêm một khu vực nhà vệ sinh có diện tích là 4m2 nữa các bạn nhé. Vâng và trước khi đi vào tham quan lại toàn bộ công năng ở phía trong các bạn nhé Thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn những cái chi tiết mặt ngoài Các bạn có thể hình dung được một cái công trình Nó ở trong bản vẽ nó đi ra thực tế nó sẽ giống nhau và khác nhau như thế nào Và toàn bộ công trình này của gia đình nhà anh Tiệp Thì anh sẽ là hoàn thiện theo toàn bộ cái bản vẽ mà công ty chúng tôi đưa ra Đấy các bạn có thể nhìn vào toàn thể hình khối của công trình các bạn nhé Những cái phân tầng giữa phần bệ móng rồi phần thân và cái phần mái thì đều được chúng tôi là làm thật là rõ ràng và làm thật là tỉ mỉ để làm sao cho công trình của gia đình anh nó phải thật là nổi bật đấy các bạn có thể nhìn thấy những cái chi tiết mà bồn hoa trang trí ở phía trước mặt đây thì đều được gia đình anh tiệp là ốp vào đấy cái đá màu đen xám để làm sao nó nổi bật lên cái bệ đỡ của ngôi nhà chính là cái hình khối ở phần dưới của công trình và ở đây là anh sẽ tận dụng luôn tận là trồng cái hoa vào đây đấy nó rất là hợp lý các bạn nhá và tất cả các cái hệ cửa sổ này thì gia đình anh tiệp sẽ sử dụng là cái hệ cửa bằng nhôm hệ sinh pha kết hợp với inox 304 và để là nó tăng thêm cái sự là ánh sáng cho không gian phòng ngủ ở phía bên trong kết hợp với cả cái góc tường thì đều được chúng tôi là thiết kế các chi tiết giả cột đấy các chi tiết giả cột này các bạn nhé đều được chúng tôi là kẻ vẽ các cái nét lõm ở trong để tăng thêm cái phần gân quốc, cái hình khối kết hợp với các cái đường chỉ ngang ở đây thì được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh khoảng tầm 40 phân một cái đường chỉ các bạn nhá thì nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn nhất định cho toàn bộ công trình của gia đình nhà anh và các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ công trình của gia đình anh thì anh sử dụng hai cái tông màu cơ bản thôi và cái màu trắng chính là cái màu trụ đạo thì màu trắng nó vừa bền và nó thứ hai nó vừa làm cái công trình nó thanh nhã hơn đấy các bạn có thể nhìn thấy từ phần sân bước lên cái phần nền nhà chúng tôi thiết kế cho gia đình anh là năm bậc đan xen vào đấy là phối cho anh những cái màu màu để làm sao nó nổi bật được cái phần hệ sảnh của gia đình. Và ở hai cái phần sảnh này, ở cái phần sảnh này thì chúng tôi thiết kế cho gia đình hai cái cột. Đấy, hai cái phần cột này được chúng tôi là trang trí thêm các cái chi tiết là đấu phào tròn. Đấy để làm sao nó tôn thêm cái hình khối của ngôi nhà. Và ở phía bên này chính là không gian của khu vực phòng bếp nữa các bạn này. Đấy, khu vực phòng bếp và một cái phòng ở bên này chúng tôi đều trang trí là bằng chất liệu là nhôm hệ sinh pha để làm sao nó hướng sáng tối đa cho công trình của gia đình nhà anh kết hợp với các cái hệ bệ ở phía trước là anh sẽ tận dụng để là trồng cây tăng thêm cái nét thiên nhiên cho công trình và bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi vào ở phía trong để thăm lại toàn bộ công năng mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Tiệp nhé rồi các bạn có thể nhìn thấy ở đây chính là cái khu vực sảnh đón của công trình các bạn nhé và khu vực sảnh đón này thì được anh tiệp là trang trí khá là cầu kỳ để làm sao nó tăng thêm điểm nhấn ở giữa này thì anh sẽ trang trí một cái bức tranh đá đây hai bên này anh sẽ sử dụng là đá để ốp lát chứ không sử dụng gạch các bạn nhé và cái hệ cửa bốn cánh được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh thì anh sử dụng là hai cánh to và hai cánh nhỏ bằng chất liệu là gỗ lim nam phi hai cánh nhỏ thì anh để bán cố định và anh sử dụng là chất liệu là kính để là xuyên sáng cho không gian phòng khách ở trong này. Vâng và, và cái không gian phòng khách này thì thực tế rất là sang trọng các bạn nhé. thì anh tiệp sử dụng hầu hết toàn bộ cái gỗ trên này đấy là một chất liệu gỗ rất là sáng kết hợp với chi tiết đèn downlight rồi rồi các cái chi tiết đèn âm ở trong để là tăng thêm điểm nhấn cho không gian và toàn bộ ở đây thì anh dùng bằng gỗ bu hết bạn nhá rồi các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ không gian phòng khách này kết hợp không gian phòng thờ và không gian phòng bếp ở dưới kia thì anh sẽ sử dụng hết toàn bộ bằng trần gỗ đấy các bạn có thể nhìn thấy một cái không gian rất là sang trọng và rất là ấm ở trong cái căn nhà của gia đình nhà anh tiệp đồng thời ở khu vực ở sàn nền thì anh sử dụng đồng bộ toàn bộ là gạch 80 80 đấy để làm sao nó có cái những cái đường ron nó ăn khớp với nhau để nó không bị là lệch mạch đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính thẩm mỹ của công trình và không gian phòng bếp các bạn nhé không gian phòng bếp được chúng tôi là thiết kế cho gia đình anh với diện tích là 32 mét vuông đấy không gian phòng bếp không gian phòng khách phòng thờ kết hợp thành một cái diện tích chung là 79 mét vuông các bạn nhé rất là rộng rãi và thoải mái và rất là thoáng các bạn nhé ở trong không gian phòng bếp này thì chúng tôi cũng sử dụng là toàn bộ bằng cái chất liệu là nhôm hệ sinh pha kết hợp với chấn song inox 304 để lấy ánh sáng hướng sáng cho toàn bộ cái không gian bếp này. Và ở phần tủ bếp này thì anh cũng sử dụng toàn bộ là bằng chất liệu là gỗ thịt hết các bạn nhé. Đấy. Và ở phía trên này thì là anh sẽ bố trí đầy đủ các cái thiết bị là bếp điện từ rồi thiết bị bồn rửa đấy để làm sao phục vụ cái nhu cầu sử dụng của gia đình. Và ở đây sẽ có một cái phần cửa để kết nối ra cái mặt phía trước của công trình và sử dụng bằng chất liệu là nhôm hệ sinh pha kết hợp với các những cái chắn sóng inox 304 để đảm bảo an toàn an ninh cho công trình. Rồi, các bạn có thể đi ra ngoài khu vực này để tôi giới thiệu thêm với các bạn những cái chi tiết đặc biệt ở khu vực phòng khách nữa. Thì ở khu vực phòng khách thì anh dự kiến là đang đặt một cái bộ bàn ghế là bằng chất liệu gỗ hương đá ở đây góc chữ L này để nó phù hợp với không gian đấy ngồi đây xem tivi thì nó rất là tiện lợi và không gian phòng khách này các bạn thấy rất là thoáng các bạn nhé đấy chính là nhờ cái sự sáng tạo của bên kiến trúc sư chúng tôi mở ra cho anh thêm những cái phần cửa ở đây đấy phần cửa này bằng nhôm vệ sinh pha kết hợp với kính lớn để làm sao lấy ánh sáng cho toàn bộ không gian phòng khách này nó đảm bảo ánh sáng không khí tự nhiên một cách là đầy đủ nhất và chính chỗ này chính là không gian phòng thờ các bạn nhé thì không gian phòng thờ được gia đình anh Tiệp là đặt ở ngay trung tâm của công trình và không gian phòng thờ này sẽ kết hợp không gian phòng khách phòng bếp với diện tích là 979 79 m2 rồi ở trong công trình này thì gia đình anh sẽ bố trí là ba khu vực phòng ngủ. Thì đầu tiên khu vực phòng ngủ số 1 thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Phòng ngủ này có diện tích sử dụng là 16 m2 và đây là một phòng ngủ master thì anh sử dụng cái hệ cửa để kết nối vào phòng ngủ này là hệ cửa bằng chất liệu gỗ lim nam phi có khuôn bao thì trong phòng ngủ này chúng tôi bố trí cho gia đình anh một cái khu vực nhà vệ sinh có cả bồn tắm nằm các bạn nhé kết hợp với cả cái thiết bị vệ sinh thiết bị bồn bệt để phục vụ cái nhu cầu sử dụng cho chủ nhân của căn phòng ngủ này rồi ở trong phòng ngủ này chúng tôi cũng bố trí đầy đủ giường tủ để làm sao có cái sự tương quan không gian nhất định cho toàn bộ cái phòng ngủ để có thể được sử dụng một cách là thuận tiện nhất kết hợp chúng tôi sẽ mở ra các cái hệ cửa bằng nhôm hệ sinh pha để lấy ánh sáng không khí cho công trình rồi bây giờ tôi tôi sẽ giới thiệu với các bạn khu vực phòng ngủ số 2 thì khu vực phòng ngủ số 2 được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh với diện tích là 17 mét vuông các bạn nhé thì phòng ngủ này cũng được chúng tôi bố trí là giường tủ tivi để làm sao nó phục vụ cho nhu cầu sử dụng và cũng mở ra các cái phần hệ cửa bằng nhôm hệ sinh pha để lấy ánh sáng không khí tự nhiên vào cho công trình. Đấy, các bạn có thể hình dung ra không gian phòng ngủ này nó rất là thoải mái để sử dụng một cách là ổn định nhất. Tiếp theo là ở chỗ này chúng tôi bố trí cho gia đình anh một khu vực nhà vệ sinh chung. Thì khu vực nhà vệ sinh chung này được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh với diện tích là 4 mét vuông và sử dụng cái cửa để đi vào là cửa bằng chất liệu nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính tranh 3D. Phòng ngủ số 3 tôi sẽ giới thiệu với các bạn là phòng ngủ có diện tích 14 m2. Thì phòng ngủ này được chúng tôi là thiết kế cho gia đình anh với cái diện tích nó bé hơn nhưng nó vẫn đủ cái công năng sử dụng, cũng có các cái hệ cửa để lấy ánh sáng không khí để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của không gian phòng ngủ này và cũng bố trí vào cho anh đầy đủ các cái thiết bị là giường, tủ tivi để có sự tương quan không gian nhất định vâng và vừa rồi tôi vừa chia sẻ với mọi người một mẫu nhà vườn mái thái được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh nguyễn bá tiệp tại thôn lôi châu xã an thịnh huyện lương tài tỉnh bắc ninh thì nếu mọi người đang quan tâm đến mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Tiệp hoặc muốn tham quan cái công trình này thì có thể đến gặp trực tiếp anh Tiệp tại thôn Lôi Châu, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để là vào tham quan cái sản phẩm thiết kế của bên em được đúng không anh? Rồi, rồi. Dạ vâng. Và em cũng rất là cảm ơn gia đình anh Tiệp đã tin tưởng và đồng hành sử dụng dịch vụ thiết kế của bên Công ty Cổ phần Kiến trúc Kisato để công ty có thể là tạo nên một cho gia đình anh một cái ngôi nhà, một cái sản phẩm là toàn diện để anh có thể là sinh sống hay sinh hoạt một cách thoải mái ở trong công trình này. Rồi, rồi. Dạ vâng. Và nếu các bạn đang muốn thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà vườn hay một mẫu nhà 2 tầng, 3 tầng hay bất kỳ một mẫu nhà nào khác thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn khảo sát thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà thật là ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về mẫu nhà đẹp trong chương trình là sau.